lại tiếp tục bùng nổ tháng 12 ngày thứ 3. Minh Eo Đà Đông lên sóng một mẫu đầu đĩa của Sony. Đây là một con đầu rất nổi tiếng trong dòng đầu bình dân. Rất nổi tiếng tại sao? Bởi vì mã của nó là CDP950. Giá bùng nổ 2.800.000 đồng anh em nhé. Tại sao tôi bảo nó là ngon trong cái phân khúc bình dân? Bởi vì con đầu này nó có cái vi xử lý, chip xử lý 1541, rất danh tiếng của Philips. Mà đoạn cuối video tôi sẽ mời các bác xem cái mã này nó có cái vi xử lý ở chỗ này. Phút nữa đoạn cuối sẽ mời anh em xem điều đó. Anh em hãy nhìn kỹ mặt tiền đi, đẹp xuất sắc luôn. Và có đầy đủ các thông tin trên màn hình LED. Màn hình chứ không phải LED. Nó báo là 10 bài hát và đang chạy bài số 1. CDP 950. 2.800.000 đồng thay vì giá hơn 3 triệu anh em nhé. Nó có cái chip xử lý. Đấy, rất giá trị. Thông tin địa chỉ cửa hàng rất rõ trên tấm biển anh em ạ. Đây là mặt sau của sản phẩm. Đường ra âm thanh. Thông tin: sản xuất tại Nhật, số series 8698. Đó. Đẹp xuất sắc luôn, góc cạnh. Hàng bãi zin tuyệt đối anh em nhé. Zin tuyệt đối luôn đó. Nắp trên thì cũng ruộng rạc đẹp, không điểm chê rồi. Nó chỉ có bụi nó bắt lên thì nhìn nó loang loáng đấy thôi. Và cái con này thì nước sơn của nó là sơn sơn kiểu bóng. Nắp trên nó sơn bóng và rất đẹp. Không có móp méo hoặc là sứt mẻ chút nào. Các bác cứ nhìn rõ nha. Tôi quay rất rõ đây anh em ạ. Bởi vì các bác nếu mà mua online thì tôi cũng muốn là nó rõ ràng để anh em có thể cảm nhận được rõ về sản phẩm để đưa ra cái quyết định. Quay rất rõ và chi tiết. Và xin nhắc lại một từ là zin tuyệt đối luôn. Hàng đọc tốt, đầu chạy tốt. Hàng bán bao test các bác. Next bài này. Đó. Nó màu đen nên là quay nó sẽ không nổi vào những cái thiết bị màu sáng. Nhưng mà nó còn rất mới đấy ạ. Nếu mà một thiết bị mà màu sáng màu ấy, khi quay lên hình nó sẽ rất nổi. Nhưng màu đen thì nó sẽ khó nhìn hơn. Bùng nổ tháng 12 ngày thứ 3, 2.800.000 đồng cho một mẫu đầu có tên tuổi trong làng đầu bình dân, có tên tuổi trong cái phân khúc bình dân anh em nhé. Cho anh em xem nội thất bên trong. Bao năm qua tôi vẫn CDP 950. Nội thất bên trong phải nói là tuyệt đẹp đúng không các bác? Các bác hãy nhìn rõ cửa hàng quay rất rõ nha, rõ và chi tiết. Hủy mạch của nó phải nói là siêu đẹp luôn. 2.800.000 đồng, giá bùng nổ ngày thứ 3 của tháng 12 tại Minh Eo Đường Hà Đông, Hà Nội. Đây, xử lý 1541, danh tiếng đây. Đó, cái này là cái giá trị đấy anh em nhé. Zin tuyệt đối, xin khẳng định điều đó. Và mắt đọc tốt. Cái mắt đọc tốt thì các bác đang cảm nhận về âm thanh nhá. Cái điều đó là cái điều đang chứng minh các bác đang nghe nhạc đấy nhá. Nhiều người khi tôi đăng sản phẩm lên lại còn phải hỏi là cái mắt đọc có tốt không. Bây giờ cửa hàng cũng đã nói rõ trong video. Với nếu mà không đọc tốt thì các bác nghe làm sao được đúng không? Nó sẽ đọc nó vấp. Đấy là những cái mà mình phải đánh giá, mình phải có cái cảm nhận của bản thân. Chứ còn bây giờ cứ bảo cửa hàng là phải khẳng định hoặc thế này kia, tôi chỉ khẳng định một lần thôi.
các bác nghe rõ trong video tôi đã nói là phải chuẩn, tránh trường hợp mình cứ hỏi đi hỏi lại thì nó tạo cái cảm giác không khoái cho người bán. Nói luôn là một từ không khoái cho người bán các bác nhé. Mình cứ phải rõ ràng. Sản phẩm phải chạy tốt và hoạt động ngon mới đăng lên để các bác trải nghiệm. Nói là bên trong con đầu này nó quá ngon luôn. Nó nhiều vỉ mạch. Nó nhiều vỉ mạch và nó mới. Nó là một con đầu mà có tên tuổi trong dòng đầu bình dân CD950. Bấm cái nhận bài ngay này các bác nhá. Đấy là cái minh chứng của việc tôi nói là đầu có đọc tốt hay không. Nhìn này anh em này. Vâng, các bác cần hỏi gì hỏi nữa thêm đi. CDP 950, giá bùng nổ ngày thứ 3 tại Minh Hào Đồ Hà Đông, Hà Nội, tháng 12, 2.800.000 đồng. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và gặp lại. Đây là giá tại cửa hàng các bác nha. Các bác mở xa sẽ mất tiền ship. Tiền ship là gì? Đó là tiền đi lại, tiền xăng xe.